Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Năm, 8 tháng 7, 2021. Kính thưa quý vị, trong phần 10 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, nhà văn Phan Nhật Nam cho rằng cuộc chiến Việt Nam từ tháng 3 năm 1965 khi quân đội Mỹ đổ quân đến Việt Nam tại Đà Nẵng với hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến là kế hoạch của Mỹ đã có từ trước năm 1954. Nhưng vì không chuẩn bị kịp hậu cần cho trận chiến Điện Biên Phủ, vì thế Mỹ đã áp dụng vào năm 1965 tại miền Nam Việt Nam. Theo ông, thì từ năm 1970, quân đội Mỹ không còn tác chiến và con số 25.811 tù binh Cộng sản được Việt Nam Cộng Hòa trao trả mà ông đã từng làm việc với Cộng sản Bắc Việt để nhận về 5.000 người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng với 585 người lính Mỹ mà theo ông nhận định hầu hết là không quân Hoa Kỳ. Để nhìn sâu hơn vào vấn đề có thể tin sách báo đến độ nào, sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 11, nhận định của nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện về những chuyện thực, việc thực đã xảy ra để đối chiếu với những thực tế được viết lại trong những tác phẩm thường được dư luận coi là có giá trị và phản ảnh gần như tuyệt đối đúng của cả những tác giả tên tuổi Việt Nam như Bảo Ninh, Dương Thu Hương, cũng như những tác giả Mỹ đã trích dẫn họ. Câu mà chống Mỹ cứu nước phải quay lại. Và nhất là sau Hiệp định Berlin thì kiếm đâu ra ông Mỹ nào nữa. Mà ông Bảo Ninh bảo, vậy dù đi hành quân có cuộc cái nóng đỏ làm gì có. Cái nóng đỏ ai mà đội đi hành quân hồi trời. Chúng tôi phải đội nóng sát. Có cái nóng đỏ đó khi nào về phố nó phải đổi. Làm gì có mà đi hành quân mà nhát cái nóng đỏ ở đây. Cũng giống như cô Thương, Dương Thương biết cuốn Kim Đường Mù. Không phải Kim Đường Mù, những cái chuyện mà không đề đó. Bảo lính biệt kích, cắt vũ đồ vậy. Lính biệt kích nhảy xuống, xin lỗi, đi phân cũng phải lắp lại là nó cố ý, nó không được giao tranh. Xin lặp lại, lính biệt kích cấp đầu tiên là nó không được giao tranh. Nó không được lộ cái hoạt động của nó. Thế nó ngoài ra làm sao mà nó cắt vũ rồi người ở trên nói như cái chuyện đó. Những cái chuyện đó là cái ông Mỹ lại bê lại nữa. Đó lại Mỹ lại. Đấy. Thành tử thưa về cái thật là thế này. Vượt Trường Sơn không có cuồng lót. Phải lấy bao cát mà may cuồng lót. Không. Lấy bao cát mà may áo cuồng lót. Mọi người đàn ông đã khổ thì người đàn bà nó còn khổ gấp mấy vì nó có những cái sinh hoạt. Thành tử chúng tôi ở ngay ở trong trại Nam Lâm Sơn là trại đó có đến cả mấy ngàn tù nữ đó. Mấy ngàn tù nữ là gồm có Đào Xuân Nụ, Vũ Thái Hòa, Kim Nam, học 8 năm soprano ở bên Moscow, Vũ Thái Hòa phó tiến sĩ biên đạo vũ, không có tội gì hết, đó. Mà đều thế. Thành thứ mỗi người có một cách, mà cái đó phải nói ra thật. Chứ có Nguyễn Văn Thản bảo ông đấy không biết bà lắm, không có. Đó là tiểu thuyết, mà tiểu thuyết hư cấu đó là. Rồi tài tiến lên xung phong nào mà xung phong ngày 30 tháng 4, xung phong ở đâu bây giờ? Đấy, thành thứ nhà văn hãy nói lên cái đau của chính đồng loại mình, nỗi đau của chính đồng bào mình. Con gái tôi 24 lần vượt biên, một đứa nhỏ 10 tuổi ôm đứa em 1 tuổi trên ban đen dưới bão tố, 24 lần vượt biên, mà đó là chưa bị những cái chuyện hải tặc hải tiếc, chỉ có chưa chết thôi, mà chưa chắc chết đã là khổ đau. Thành thử về thưa về anh, về thưa về quý vị, cái cạnh Việt Nam ngài nói hết, ngài nói đủ, ngài nói đúng nè. Thì người Việt Nam đã nói không đúng thì lấy đâu mà bắt người Mỹ người ta nói cho đúng đó. Người Việt Nam mình đã nói không nói chỗ. Thành từ cái nói của Trần Văn Thạch vô đến cái ấp ở Biên Hòa bắn hết đó. Và chính bản thân tôi trước
Ngài đi tù ra ngoài Bắc ngày 19 tháng 6 1976 là đào những cái hố bề ngang một thước, đã có chuyện gì xảy là tôn chung tập thể. Chung tập thể. Đó. Nếu có động tình gì trước ngày đi ra Bắc là lùi xuống đó. Và ai ngay ở bộ thân, khu nhà tôi là khu gia hội, qua đến chùa Diệu Đế là đến trường gia hội, là ở đó là đào hố cho người. Chính em gái tôi là người đi đào hố cho người. Mà nó là tư tưởng đào hố để trồng, để trồng đậu xanh, để trồng giá. Chính em gái tôi, số 3 đường tôi hiện thành. Đã. Rồi ông bên cạnh, ông Phan Bạc Sọt, số 1 đường tôi hiện thành, bị trông sống vì tội. Liên gia trưởng, ông là thợ may. Rồi ông cậu, ông chú tôi là ông Phan Văn Cận, một ông lính cảnh sát đứng chỉ đường, cũng bị trông sống. Đầu kia là cô Túy, ở nhà uống xong có bằng đánh ping pong, bạn của bà Nhã Ca bị trông sống. Đấy, nội cái đường của tôi không? Là tôi đã biết ba người, tôi đã chỉ ra ba người còn bên nhà thờ, tôi không biết ai. Cái thảm cảnh này không phải đến năm 68 mới có, không phải đến năm 75 mới có. Nó đã có từ cải cách ruộng đất. Nó có từ cải cách ruộng đất. Cái đau đâu ai nói. Tôi hỏi viết cuốn truyện của ba người, nói phức khuất chơi vui. Gia đình anh Vũ Ánh mà giờ này đã mất rồi đó. Tự tử cũng được nữa. Tự tử bị quy vào cái tội. Tự tử chống đối. Và em gái tôi Phan Thị Phương Khanh, sinh ngày 18 tháng 3 1947, năm 1966, 75-76, mới 29 tuổi, chết. Ông bố tôi còn bảo rằng chết mà trúng ngày đại hội đảng là một hình thức phản đối. Đấy. Lẽ tất nhiên những cái chuyện như vậy nó tràn đầy hết cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. Những ngày chúng tôi mùng 2 Tết Mậu Ngọ 1978 đi hốt lúa, đi làm lúa ở trên Hùng Hoàng Liên Sơn, thấy một cái ông dáng người Hà Nội biết liền, đẹp lắm, đi với một cô gái sữa tươi ướt đậm hết cả cái vũ, không có áo lót, dưới này chân trần cuồn rách tươm ra, đi theo tù để nhặt lúa. Thì ông ấy ông mới chỉ mặt tôi, ông bảo các ông tội nặng lắm. Thì tôi mới nói vâng, thì chúng tôi có tội thì chúng tôi mới bị đưa ra đây chứ. Thì ông nói không phải, các ông có tội với chúng tôi. Chúng tôi là dân hàng ngang, dân hàng đào, là những cái phố thanh lịch của trường thi hàng ngang hàng đào Hà Nội. Sau năm tư bị hốt lên trên đó hết. Con tôi kìa, mới đẻ ra đâu được mấy ngày, hôm nay đi rót lúa, mặt đẹp như ngọc. Người miền Bắc người ta đã chịu, không phải 30 dân tư 75, người ta chịu từ năm tư. Người ta cũng phải chịu từ năm tư, người ta chịu đâu từ cải cách ruộng đất. Thành tự thưa với anh, hôm nay chúng ta không phải tố cáo ai, nhưng chúng ta chỉ nói rằng hãy nói chỗ đúng. Người Việt Nam nói chưa đúng thì đừng nói, người ngoại quốc làm sao nói chỗ đúng cái mũi đầu Việt Nam. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 12, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. À, lần trước anh nói về một cái câu của Nguyễn Du. Vâng. Khi tỉnh rượu. Vâng. Lúc tàn cảnh. Vâng. Thì... người ta nhìn vô cái lúc mà chạng vạng thì có một số người nhìn là trời sẽ sáng, mà có một số người chỉ nhìn là trời sẽ tối, tùy theo cái diễn dịch của người ta. Đối với người lính như anh nói, ngoài cái chuyện mà khi tỉnh rượu lúc tàn canh, thì cái thân phận của người lính giống như là anh viết ở trong Dấu Binh Lửa, trong cái lời mở đầu của anh đó, thì tức là tâm tư của những người lính nó có một cái gì
tức uất, mà chắc chắn là trong trường có bị, họ không nói gì đến điều đó. Vậy thì anh làm sao để mà anh, mình tạm gọi là hiểu một người lính, để cho người lính có thể nghe lệnh mình, có thể hiểu được cái chỉ huy của anh. À, dạ vâng, thưa với anh Phan Lê Dũng, cái chuyện một mối chỉ huy người lính thì thật ra rất dễ lắm, thật lòng với họ, biết thương họ. Và tôi thấy có những người biết thương họ như Nguyễn Khoa Nam chẳng hạn, Ngô Quang Trường chẳng hạn, Ngô Đình Diệm chẳng hạn, đó là những cái ông lớn. Còn sắp nhỏ nhỏ như là anh, ông đại tá của trung đoàn 23, là anh đã tự tử với lại lính của mình ở Quy Nhơn khóa 16 Đà Lạt. Thì ví dụ như là ông Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, như là ông Nguyễn Văn Phán, tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến, như là ông Trương Quang Ân, tiểu trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù, và sau này là tư lệnh sư đoàn 23, chết ở trên bầu trời của Đức Lộc ngày 9 tháng 8 1968. Tại sao tôi nhớ, vì đó là ngày sinh nhật của tôi. Cả hai vợ chồng cùng chết. Thì nói như thế thì kể ra những cái vị đó, chứ thật ra có rất nhiều vị. Thì mỗi người có một cách thương lính. Ví dụ như tôi nói thật về tất cả cái sự, ông Trương Quang Ân không phải là chỉ huy trực tiếp của tôi. Ông là tiểu trưởng tiểu đoàn 8, tôi là tiểu 7 ở Biên Hòa. Mà ông lên chiến đoàn rồi ông lên tư lệnh là sư đoàn 23 đi. Nhưng mà tôi nói thật, trong đời chắc không có người thứ hai. Ngày ông đi lên, ông ở trung tá và được đi làm tỉnh trưởng tỉnh Gia Định, thì người ông mới đại trong chiến đoàn chứ chưa phải là lữ đoàn. Chiến đoàn 2 gồm có các tiểu đoàn 5, 7 và 11. Lúc đó chỉ có tiểu đoàn 11, chỉ có tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 6 ở dưới Vũng Tàu. Phần bản doanh là đóng ở Tam Hiệp, Biên Hòa. Thì ông mới có một cái bữa tiệc cái gì? Là có hộp giấy, trong đó đựng hai bánh pate chaud, hai cái bánh ngọt, một chai quân thiệp vụ và chai nước cam. Thì lính tráng, ông đại cả chiến đoàn, thì chúng tôi thuộc tiểu đoàn 7, là thuộc về của chiến đoàn mà ở Biên Hòa, thì ông gọi lên chỗ Tam Hiệp, Biên Hòa. Thì cái trung sĩ đâu mới nói đùa, nói trung tá đi làm tỉnh trưởng lớn nhất nước mà cho tụi em ăn ít quá. Thì ông mới nói, anh đâu, nghe tôi đi làm tỉnh trưởng Gia Định có những nhà hàng rất lớn ở chợ lớn, mời cả chiến đoàn mình ăn như sói kinh lâm rồi chẳng hạn. Nhưng mà ăn như thế là của người ta, còn cái này là do nhà tôi làm, quân tiếp vụ là mua ở đây, cái này mới của tôi đại cho cả anh em. Mà ông nói thật và ông làm thật đó. Thì những người như ông Trương Quang Ân, hai vợ chồng cùng chết cháy trên bầu trời Đức Lộc khi đi thăm lính, và quay ở trong cái thủy đen của một ông tư lệnh sư đoàn 23 năm 1900, có được 36.000, tức là cái tiền lương cuối cùng của ông ạ. Và những cái nữ trang giả mà của bà để đeo đó. Thành nữ nói chuyện đó có phải là một ông thánh không? Không, không phải. Đó là ông tư lệnh nhảy dù bình thường, nhưng mà có như vậy vì có ông Trương Quang Ân như thế, mới có những ông như ông Nguyễn Khoa Nam. Vì các ông này là ở tiểu đoàn 5 nhảy dù mà ra, mới có Ngô Quang Trưởng. Đó, ví dụ như ông Nguyễn Khoa Nam chẳng hạn, vì ông có con, vì ông có gia đình, chứ bao nhiêu tình thương ông đặt hết cả vào ở trong cái đơn vị của ông. Như là cái đại tá mà anh đó là từ khóa 16, anh đã tự tử ngày 29 tháng 3 năm 1975 ở tại Quy Nhơn, ở tại Quân y viện Quy Nhơn, anh không bỏ lính. Thì tôi kể ra những người lính như thế để làm gì? Và tôi cụ thể nhất là sáng 30 tháng 4, cái ông bạn mà gần gũi tôi, ông khóa 20 Đà Lạt, tôi khóa 18, tuy nhiên cũng ở chung với nhau, đó là anh Trần Công Anh. Anh ở trên, hiện tại anh ở Minnesota, tiểu trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù. Thì buổi sáng 30 đó, anh với tôi đứng ở trước nghĩa trang Đô Thành, tức là tại Nguyễn Trung Hiếu của tiểu đoàn 1 nhảy dù đường Lê Văn Duyệt. Thì lúc ấy là đấy những cái trận đánh cuối cùng, giờ phút cuối cùng ở biệt kích đánh ở bên cổng Phi Long, thiết giáp đánh ở bên cổng Phi Long, còn ở tiểu đoàn 2
và đóng đánh ở ngã tư Bảy Hiền, bắn chết hai chiếc xe tăng cuối cùng. Thì tôi đến khi đó là giờ Dương Vương Minh đầu hàng. Thì tôi hỏi thưa bây giờ anh, bây giờ hành tính sao? Nếu muốn đi thì cũng được, chạy thẳng ra bên tàu con đủ tàu đủ về. Nhưng anh nói bây giờ Nam ơi, tôi còn đến 500 người lính ở đây mà người ta đang đợi tôi, đang nghe đây. Rồi bây giờ nghe lệnh đầu hàng, bây giờ tôi bỏ tôi đi thì cũng được thôi. Nhưng mà đâu đâu được anh Nam. Đấy, lẽ tất nhiên có nhiều lý do. Nhưng mà đó là những cái quyết định đó rất cụ thể. Và chính đó cũng là những lý do nói thì tôi nói mà hãy đi thì tôi đi làm gì. Chứ quá. Đó, chứ nếu muốn đi thì kìa, leo lên xe chạy ra bên tàu thì đi cũng được chứ. Hoặc là kiếm một cái cách nào đó. Đấy, ví dụ như vậy. Thành thử thưa với anh Hoàng Đại Dũng, thưa quý vị, muốn chỉ huy người lính thì biết thương người lính. Và vì sao? Tôi nghĩ rằng không có một cái người nào tôi gọi là thánh chịu đựng. Anh ta thường thường 50 kg, đội nón sát hai lớp, tay cầm súng XM16 đựng 250 viên đạn, 6 cái lựu đạn, 2 cái M72, ba lô trên vai có bộ áo quần, cái bông xô, 4 người lương. Tôi phụ xạ thủ còn cầm thêm cái thùng đạn 250 viên nữa. Thì tôi hỏi rằng với cái sức như vậy, đi từ đầu non đến cuối bản, trước 67, trước ngày đánh Mậu Thân, tôi với anh Lê Văn Mễ, lúc đó là đại đội trưởng tiểu đồng bộ chỉ nhảy dù ngồi ở trên đỉnh Cô Róc á, tính ra năm này mình đi hành quân hết 344 ngày, mới vậy là một năm 365 ngày. Mà đó là còn sĩ quan, còn có nghỉ ngơi, còn có được một cái tiền lương tối thiểu. Chứ có người lính, tiền lương người ta mua, tôi biết lúc đó người ta cao lắm, mua được tải gạo với mấy cái đồ quân tiết vụ. Thế mà làm sao sống được? Và sống một cách rất là bình thường, cũng chẳng ngoan ngôn là bài yêu nước phụng sự tổ quốc rồi gì. Và năm 1972, thưa với anh Phan Anh Dũng và thưa quý vị, có ai biết? Có một ông tên ông Phạm Huy Phong, ông đã học cao học bên Pháp ấy. Anh Phạm Huy Phong là con Phạm Văn Bính, là thủ hiến Bắc Việt. Thủ hiến Bắc Việt chứ không phải thủ tướng là Trần Văn Hữu đã ở trong Nam, còn thủ hiến là từng phần. Thì với cái vị thế đang ở bên Pháp học cao học bên đó, con ông Phạm Văn Bính thì mắc mới thì phải đi về Việt Nam đi lính. Thế ông anh ta về Việt Nam đi lính, đi Thủ Đức chứ không phải đi Đà Lạt. Đi Thủ Đức để giữ nước cho thật lẹ. Và anh ta đã tự trận năm 72 ở tiểu đội 3 nhảy dù. Đó là những người mà tôi biết rất rõ, đó là Phạm Huy Phong. Và năm 1972, tất cả xe GMC đậu ở nơi chỗ cái ngã 6 Sài Gòn. Thì đây trong buổi sáng là buổi chiều, tối là đây hết cả các sinh viên của các quân khoa Sài Gòn. Người ta thay vì đi về các giảng đường thì tới đó bảo nhà người nhà mang ông ra đi và leo lên GMC và từ đó vào quân vụ thị trấn đi lính. Đi lính lúc đó không phải đi Đà Lạt mà đó đi Thủ Đức, mà không phải đi Thủ Đức nữa mà đi ra Đồng Đế, vì những năm đó rất là đông. Tôi nói đó là không mới sĩ quan. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư, 14 tháng 7, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một ngày thật tuyệt vời. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.